Nó để tiền ở đâu ta? Anh Khôn. Anh, mày về rồi hả? Dạ, em mới về. Còn anh về hôm nào vậy? Mới vừa về tức thì. Nè, anh tìm gì vậy? Có tìm gì đâu. Mới vừa về thấy con chuột, nó chạy vòng vòng nhà, vượt theo bắt nó. Thôi kệ đi anh ơi, bữa nay báo cho anh tin mừng nè. Nhờ anh nhường lại cái xóm thượng cho em á, mà bữa nay công ăn việc làm nhiều lắm. Em kiếm còn nhiều hơn lần trước nữa nè. Anh coi đi. Nè, coi đi. Anh thấy không, số em hên ghê đó. Nghe nói đợt rồi á, sớm họ bị dịch bệnh nên không có làm ăn gì được hết. Em đến đúng lúc họ vừa hết dịch bệnh, cho nên họ cần người dữ lắm. Nè, còn anh sao? Ở bên làng hạ của anh á, chắc trả công cũng được hả? Họ tuy là không có khá giả bằng làng thượng, nhưng mà người dân á cũng đàng hoàng tử tế lắm. Nói chung cũng được. À, em xuống dưới dọn đồ ăn lên, anh em mình ăn mừng nha. Em đem về nhiều đồ ăn lắm. Đi đi đi. Đúng là trời thương mình, số bạc này đủ cho mình trả hết nợ. Mình phải tìm cách lấy hết của nó mới được. Tìm khắp nơi không thấy, thì ra lúc nào nó cũng đeo bên mình. Cái thằng này khờ khạo vậy mà nó cũng cất kỹ ghê. Phen này mình giữ được mạng của mình rồi. Không được, nếu mình bỏ đi như vậy, sáng mai nó thức dậy nó sẽ biết chắc mình là người lấy. Tới chừng đó nó đi báo quan thì mình là người nguy. Không được, nếu đã như vậy mình phải mạnh tay với nó mới được. Thank you.
Lành à, tao phải làm việc này để giữ lấy cái mạng của tao. Mày có chết cũng đừng có trách tao. Mày đi rồi, sống khôn thác thiên phù hộ cho tao nha Lành. Không, bây giờ mình có khóc cũng không làm được gì, mình còn sống là tốt rồi. Bây giờ mình phải tìm cách kiếm người giúp mình mới được. Có ai trong nhà không? Có ai trong đó làm ơn cho tôi ngủ nhà một đêm được không? Có ai không? Thôi kệ, mình cứ vào trong ngủ tạm đi. Nếu gặp được chủ nhà mình sẽ xin sau. Chắc là họ cũng thông cảm mà. Mình bị đi lạc mà. Căn nhà này bỏ hoang rất lâu rồi. Ta nghe được mùi ẩm mốc quá.
Nhưng mà không sao, có chỗ nghỉ chân là được rồi. Anh hai anh ba gì? Mình có mồi ngon, có rượu ngon, ngoài này trăng thanh gió mát, mình ngồi xuống đây mình nhậu luôn cho đã. Sao anh hai? Nhậu luôn. Nhậu luôn. Võ mặt Khoan thôi. Đợi em một chút. Mau bày ra đi, tao đấu dữ lắm rồi. Từ 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 từ. Đây. Mời. Ôi tránh ra, đã tránh ra. Nhậu thôi. Rượu ngon thì tao phải thử trước. Từ từ, kéo lại. Ngon quá, ngon quá. Thơm quá. À, đủ ngon. Đây, mau ăn đi. Mày, cái thằng trước mày. Wow. Vô cái nào. Mới đó mà đã một tuần trăng rồi. Nhanh thiệt á. Chỗ hay anh, có gì vui không? Kể em nghe đi. Vui hả? Có chuyện này nè. Nhưng mà cũng không có vui. Chuyện sao vậy? Kể đi, chuyện sao? Ta biết có hai người bạn. Cha mẹ mất sớm. Hai người gắn bó với nhau gần cả chục năm rồi. Vậy mà có một tên, chỉ vì ganh ghét, bạn mình giỏi hơn mình. Vì bạn mình kiếm được nhiều tiền hơn mình. Vậy mà hắn nỡ nào phóng hỏa đốt nhà, giết bạn mình để mà cướp của. May mắn tên kia không có chết, nhưng mà cũng bị mù rồi. Xem ra thật là ngốc nghếch. Giống như cái tên mù này, chỉ cần hắn lấy được nước suối tiên ở cuối khu rừng này rửa vào đôi mắt thì đôi mắt của hắn sẽ sáng lại thôi. Có vậy thôi mà cũng không biết nè. Nói về cái ngốc á thì đầy rẫy giống như nhà của ông Phú Hộ ở làng bên. Bao nhiêu năm nay bị con rết tinh nhỏ có nước giải độc vào trong cái giếng. Vậy mà cả nhà không ai hay biết. Cả nhà ai cũng bị trúng độc hết. Đặc biệt là có con gái nặng nhất, Năm Liệt Dương, đã mấy năm nay rồi. Vậy mà cả nhà không ai biết. Để bắt con rết ở dưới tảng đá để mà giết nó đi. Ủa mà anh hai, lỡ mình giết con rết đó rồi thì cả nhà đó có khỏe lại không? Dễ ợt. Thì đi lấy cái nước suối tiên chỗ thằng ba nó chỉ nè. Uống vô cái là hết liền. Đúng rồi ha. Sao họ nói chuyện hai người bạn giống như chuyện của mình vậy ta? Như chẳng lẽ anh Khôn lại là người phóng hỏa giết mình sao? Không, không đời nào đâu. Anh ấy không thể nào là người như vậy được. Mình không tin.
Xong rồi lấy tay ra nhanh nè, khui khui đây nè hả, rồi chẳng 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 lẻ chẳng lẻ 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 chẳng trời trời thú hoài gom gom hết gom hết. Chuyện cổ tích cho ta ước mơ, cho ta lớn khôn, rằng nàng tâm sẽ mãi sống vui bên đức vua. Tình anh em keo sơn biết bao khi có nhau, lời dặn quê hương trong trái tim lúc bé thơ. Chuyện cổ tích nuôi những giấc mơ trong sáng lương bao dung sông yên vui ấm êm, lời dạy xưa sẽ mãi nhắc ta luôn biết ơn, vì tình yêu thương mãi đong đầy khắp thế.